Cuối năm 2015, tôi biết đến Vinalink bằng cái tình yêu sản phẩm thuần Việt với chính sách trả thưởng rất là phù hợp, đặc biệt hành lang pháp lý rất rõ ràng và cùng với ban lãnh đạo công ty là những người có tầm, có tâm, có tài. Tôi đã quyết định về Vinalink để gắn bó xây dựng sự nghiệp lâu dài ở đây. Trong quá trình phát triển, xây dựng với cái nỗ lực của mình, tôi đã lan tỏa những cái dòng sản phẩm cũng như là cái chính sách trả thưởng đến với những cộng sự của mình. Và trong quá trình phát triển đó thì tôi đã chinh phục được danh hiệu Diamond năm 2019, nhưng cũng chính năm đó lại gặp những biến cố xảy ra. Chính trong cái nguy đấy lại có cơ tôi tìm ra một cái hướng đi mới cho hệ thống của mình bằng hình thức online. Thì kết hợp giữa online và offline, tôi đã phát triển hệ thống đến bây giờ lan tỏa rất nhiều tỉnh thành bởi kết hợp hai cái hình thức kinh doanh này. Xuất phát từ quê hương Nghệ An, hệ thống của tôi đã đặt chân tới tầm khoảng 25 tỉnh thành. Với sự cố gắng, phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi đã sở hữu hàng trăm nhà phân phối, trong đó có một Blue Diamond, 4 Diamond, hàng chục Emerald, hàng chục Ruby. Ngoài ra, hệ thống của tôi đã lan tỏa những dòng sản phẩm của Vinalink Group đến với một số quốc gia khác trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đối với tôi, thành tựu lớn nhất mà tôi đạt được đó chính là sức khỏe và sắc đẹp ngày càng được cải thiện hơn nhờ vào việc sử dụng sản phẩm của công ty Vinalink Group. Chất lượng cuộc sống được nâng lên và tôi có cơ hội đưa gia đình đi du lịch khám phá những danh lam thắng cảnh ở trong nước cũng như là những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Năm 2024, tôi tiếp tục phân công những tuyến giới, đội ngũ kế cận của tôi đảm nhiệm những cái thị trường, những cái vùng miền. Và thứ ba, đích thân tôi cùng với cộng sự của mình sẽ mang những cái dòng sản phẩm của Vinalink Group đến với nước bạn Lào thân yêu. Và với những quyết tâm và cái nỗ lực của chính bản thân cũng như là hệ thống của mình, tôi tin chắc rằng năm 2024 chúng tôi sẽ hoàn thành được mục tiêu mà mình đã đề ra. Và các bạn ạ, chúng ta không thể thay đổi được hướng gió, nhưng chúng ta có thể điều khiển được cánh buồm.